chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Ngay sau khi giải bóng chuyền trẻ cúp các câu lạc bộ toàn quốc 2020 tại Bắc Giang kết thúc, hình ảnh một nữ vận động viên xinh đẹp nhận giải, vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất giải đã tràn ngập trên các diễn đàn thể thao. Cô cũng là người góp công lớn giúp đội thông tin Liên Việt Postbank vô địch thuyết phục với chiến thắng 3-0 trong trận chung kết trước VTV Bình Điền Long An. Nhận danh hiệu hoa khôi của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2020 đã nói lên nét xinh đẹp cũng như sức cuốn hút của cô gái trẻ. Được biết, cô gái này tên là Đặng Thu Huyền, vận động viên trẻ sinh năm 2002, quê tại Thường Tín, Hà Nội. Cô đang là đội trưởng đội bóng chuyền U19 Việt Nam với chiều cao 1,76m và khả năng chơi bóng thuộc vào dạng hay nhất của lứa trẻ tại Việt Nam. Sự trưởng thành của cô gái tròn 18 tuổi vào tháng 4 vừa rồi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ không chỉ của khán giả mà cả giới chuyên môn trong làng thể thao nước nhà. Cô cũng liên tục góp mặt ở các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Đặng Thu Huyền nổi lên là một trong những tài năng sáng giá của đội thông tin Liên Việt Postbank. Thu Huyền từng tham gia giải U19 khi mới chỉ 14 tuổi và lọt top 4 châu Á. Giải đấu gần nhất cấp tuyển quốc gia của Huyền là U19 châu Á trong màu áo tuyển U19 Việt Nam, nơi cô mang băng đội trưởng. Theo đuổi sự nghiệp từ năm 11 tuổi, Huyền quyết tâm một ngày nào đó có thể mang danh hiệu về cho đội tuyển quốc gia. Với hai chức vô địch ở các giải trẻ cho tới thời điểm này, Đặng Thu Huyền đã từng bước ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Cô ngày một chững chạc so với các vận động viên cùng trang lứa. Khả năng phát bóng tấn công hết sức nguy hiểm cũng là điểm mạnh mà Thu Huyền sở hữu. Tại giải trẻ năm nay, không ít lần Thu Huyền mang về những điểm số trực tiếp từ những quả phát bóng tấn công hoặc những đường bóng luôn gây khó khăn cho bước một của đối phương. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cho biết, Thu Huyền hội tụ đầy đủ tố chất để thi đấu tại các giải đội mạnh vì có chiều cao, sức bật và sự linh hoạt trong chuyền bóng. Ngoài ra Thu Huyền còn phòng thủ rất tốt nên những vận động viên như Thu Huyền là rất hiếm và bản thân tôi cũng rất hài lòng với cháu. Trong cuộc trao đổi bên lề giải đấu, Thu Huyền khiêm tốn cho biết, trong năm nay, bản thân em thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để mình có thể bứt phá hơn và làm tốt hơn trong tương lai. Thái độ cầu tiến ở một cô gái vừa chớm tuổi 18 chứng tỏ sự chín chắn và phát triển của một ngôi sao lớn. Cũng đúng thôi, vì ngay tại câu lạc bộ bóng chuyền nữ BTL Thông tin Liên Việt Postbank vẫn còn đó những tượng đài chơi cùng vị trí với cô như Linh Chi và Lâm Oanh. Để có thể có được chỗ đứng trong đội 1 của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Việt Nam, không còn cách nào khác là cô gái trẻ cần miệt mài cố gắng và bứt phá trong từng cơ hội được ban huấn luyện trao cho mình. Sự cạnh tranh tại câu lạc bộ cũng phần nào giúp Thu Huyền sớm xây dựng được ý chí chiến đấu.
không chỉ có tài năng mà Huyền còn sở hữu nhan sắc có thể làm gục ngã biết bao nhiêu con tim si tình. Nếu người hâm mộ lần đầu theo dõi mạng xã hội của Huyền, ắt hẳn sẽ lầm tưởng cô với một diễn viên, người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Mỗi lần đăng ảnh lên mạng xã hội, bài đăng của hot girl bóng chuyền nhận được rất nhiều lượt tương tác bởi nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh đẹp, vòng eo siêu nhỏ cùng thần thái người người giúp cô tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Nói về Đặng Thu Huyền là nhắc đến gu thời trang rất đặc biệt của một cầu thủ. Bình thường ai cũng nghĩ rằng cầu thủ sẽ là người ít chú trọng tới thời trang. Nhưng với chuyện hai của thông tin Liên Việt Postbank thì thời trang lại gắn liền với Thu Huyền như cô sinh ra để dành cho nó. Cách xuất hình của Huyền hút bắt người đối diện bởi thần thái, cách lựa chọn trang phục và thể hiện chúng ra sao trước ống kính, mặc dù đôi lúc chỉ là selfie. Ngay từ thời điểm còn 15 tuổi cách đây 3 năm, Thu Huyền cũng đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì khuôn mặt xinh xắn và chiều cao khủng. Cô có rất nhiều bức ảnh nhí nhố, đáng yêu cùng biểu cảm xì tin. Ngoài giờ tập luyện và thi đấu, Thu Huyền rất chịu khó trang điểm, đi cà phê, chụp ảnh hay xem phim cùng bạn bè. Huyền còn có thêm niềm đam mê với vũ đạo. Bên cạnh đó, nữ vận động viên còn chăm chỉ học văn hóa, học thêm tiếng Anh, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa năng động. Đặng Thu Huyền được nhiều người trong đội yêu mến vì sự thân thiện, hòa đồng và lễ phép của mình. Trong đội, cô chơi thân với Bích Phương, Hương Linh, Nguyệt Anh. Cơ duyên khiến cô gái này quyết định chọn bóng chuyền là theo định hướng của ông ngoại. Huyền từng chia sẻ, ông ngoại giúp tôi biết đến môn này. Ông ngoại là người tìm địa chỉ, thông tin về đội bóng và đưa tôi đến. Hai ông cháu đi xe hơn 10 km. Bởi từ bé, Huyền đã có thể hình cao và thêm vào đó là tình yêu bóng chuyền của người ông khiến cô càng yêu thích bộ môn này. Gia đình Huyền có hai anh em, nhưng chỉ duy nhất cô theo nghiệp thể thao. Thời điểm mà Huyền bắt đầu bước chân vào nghiệp bóng chuyền, thế hệ các đàn chị như Phạm Yến, Kim Huệ, Ngọc Hoa vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ. Chính điều đó đã khiến Huyền cũng có thêm động lực theo đuổi sự nghiệp này. Thần tượng của Huyền chính là vận động viên Linh Chi, một trong những gương mặt nổi bật ở thông tin Liên Việt Postbank và đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Nói về việc tiếp nối các lứa đàn chị, Huyền cho hay, trong năm nay em sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện mình và cố gắng tiếp nối các chị ở trên đội 1. Ở đây không có sự cạnh tranh mà đó là kế thừa cùng phát triển, thái độ luôn đặt mình xuống để nhìn lên học hỏi, giúp cô gái có được sự yêu mến của mọi người và quan trọng hơn, nó làm cho chính bản thân cô tự ý thức và phát triển hơn trong tương lai để có thể sớm có được thành công như những người đi trước. Được trui rèn trong môi trường kỷ luật như câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank đã tạo nên một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, song với những gì đã tạo dựng được cho tới thời điểm này, cô gái Thường Tín Hà Nội đang là niềm mơ ước của nhiều đội bóng lớn trên khắp cả nước. Hy vọng rằng với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, Thu Huyền không chỉ góp sức mình cho đội bóng chuyền nữ thông tin Liên Việt Postbank mà còn giúp sức cho các đội tuyển quốc gia trong những năm tới. Với tinh thần, em cần phải cố gắng hơn nữa để bứt phá trong tương lai. Bạn thấy cô gái trẻ này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!